Xin chào anh em, chào mừng em đã quay trở lại với Meme Studio. Sau đây hãy cùng tụi mình điểm qua bản tin Dotabiz tuần này có gì hot nhé. Bị buộc phải đánh vòng loại TI, OG tiếp tục đối mặt với nguy cơ bị loại khỏi giải khu vực. Hậu drama với OG, quản lý kênh Twitter của Team Secret chính thức mất việc. Mở đầu bản tin tuần này, tiếp tục là những thông tin xoay quanh hành trình ngược dòng về TI đầy gian khổ của Team OG. Ít ai ngờ một 2-time winner như NoTail và đồng đội lại phải thi đấu chật vật như hiện tại ở DPC 2021, đặc biệt khi họ đang là trung tâm sự chú ý của cộng đồng, không chỉ ở mặt thi đấu. Sau thất bại toàn diện 0-2 trước Team Liquid vào rạng sáng ngày 20 tháng 5, OG không chỉ chính thức mất tấm vé mời trực tiếp tới TI, mà thậm chí họ còn phải bước vào loạt tie break với Brame và Tundra Esports, những đội có thành tích ngang ngửa với OG tại giải hạng nhất châu Âu, để tìm ra đội cuối cùng phải xuống hạng ở một giải thứ hai này cùng với Hellbear Smasher. Mặc dù là đương kim vô địch TI, OG vẫn gặp không ít khó khăn khi tranh tài với những đối thủ không mấy tên tuổi này. Và sau khi kết thúc ngày thi đấu cuối cùng của giải vào 22 tháng 5, Brame đã trở thành đội thứ hai phải xuống hạng ở mùa này cùng Hellbear Smasher. Còn Tundra và OG, hai đội chia nhau vị trí thứ 5 và thứ 6. Tất cả các đội sẽ bước vào giai đoạn nghỉ ngơi dài trước khi trở lại tại vòng loại TI 10 sắp tới. Tuy nhiên thì riêng với OG, họ sẽ còn cả một hành trình gập ghềnh sắp tới nếu muốn bảo vệ khiên Aegis lần thứ 3 liên tiếp tại Stockholm, Thụy Điển vào tháng 8 tới. Ở những diễn biến liên quan, top 3 khu vực châu Âu đã được xác định. Alliance với thành tích 6-1 đã giành chức vô địch một cách xứng đáng và được đặt cách vào thẳng vòng playoffs. Xếp sau Liquid lần lượt là Nigma và Team Secret. Hai team cùng khởi đầu tại vòng Wildcard ở kỳ Major cuối cùng DPC 2021. Đây vẫn là ba đại diện của khu vực châu Âu từng dự Singapore Major hồi cuối tháng 3 vừa qua, nơi Secret tiến sâu nhất và cán đích hạng tư chung cuộc. Chưa tới hiện tại, vẫn chưa có bất cứ team châu Âu nào chắc suất dự TI 10. Trong khi đấy đã có 3 cái tên sáng giá làm được điều này, gồm Virtus Pro, khu vực CIS với 1.200 điểm, Evil Genius, khu vực Bắc Mỹ với 1.150 điểm, và Invictus Gaming, khu vực Trung Quốc với 1.050 điểm DPC. Và nếu từ giờ cho tới khi giải đấu tiếp theo diễn ra, anh em vẫn chưa gom đủ lúa để quầy cùng các chuyên gia kinh tế của Meme Studio, thì đừng quên inbox ngay cho fanpage Meme Studio để nhận về những chiếc code free 68k trên trang trực tiếp dota2.com nhé. Tôi đã bị đuổi việc với tư cách là video maker cho kênh của NoTail với Top Sun. Tôi biết điều này sẽ sớm xảy ra thôi sau khi tôi đứng lên đấu khẩu với sếp. Khi quản lý của họ gọi cho tôi biết chắc điều này sẽ xảy ra mà. Đó là những lời chia sẻ mới nhất của Meet Omipo, người quản lý kênh Twitter kiêm meme creator hiện tại của Team Secret, sau cuộc đấu khẩu ầm ĩ cùng sếp trên mạng xã hội hôm 20 tháng 5 vừa qua. Theo đó, offlaner của OG đã nhắn tin thẳng cho Meet Omipo để chỉ trích việc anh đã vượt quá giới hạn về đạo đức và tôn trọng như thế nào trong các meme mà anh ấy làm. Đáp lại, Meet Omipo đăng tải luôn đoạn hội thoại riêng với sếp lên mạng xã hội, khiến mối quan hệ giữa hai bên ngày càng căng thẳng hơn. Sau vụ drama, ai cũng đã về nhà nấy, nhưng đương nhiên những hậu quả là không thể tránh khỏi. Có thể bạn không biết, Meet Omipo không chỉ là quản lý kênh Twitter của Team Secret, anh còn là video maker cho kênh YouTube của NoTail lẫn Top Sun, những người đồng đội của sếp tại OG. Và chính bởi drama đấy mà Meet Omipo đã chính thức mất đi công việc yêu thích. Không dừng lại ở đấy, Meet Omipo cũng cáo buộc những dòng chat chưa có căn cứ của sếp trong lúc đấu khẩu. Theo đấy, nhiều người cũng cảm thấy khá tò mò khi sếp bỗng gợi lại những câu chuyện cũ về mối quan hệ giữa hai người, về cách mà sếp đã nâng đỡ Meet Omipo thế nào trong những bước đầu sự nghiệp. Nhưng Meet Omipo chỉ đáp lại bằng một câu ngắn gọn: anh ấy chả làm bất cứ điều gì giúp tôi cả. OG có thể từng rất được yêu thích bởi thái độ ngông nghênh, bất cần, đi kèm những thành tựu không thể chối cãi. Nhưng cái gì đi quá xa thì cũng không tốt. Và có lẽ để có thể dần dần lấy lại lòng tin của fan cũng như cộng đồng, thì OG nên bắt đầu tư vào việc thi đấu hơn là tiếp tục gây ấn tượng xấu như thế này. Và đây cũng là tin tức khép lại bản tin bà 8 Dotabiz tuần này. Cảm ơn anh em đã luôn ủng hộ Meme suốt thời gian qua. Và anh em đừng quên like, share và subscribe bởi vì nó free nhá. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.